Xin chào các bạn, cùng trở lại với khóa học Redis tại F8. Trong bài học này chúng ta sẽ đi xây dựng UI phần sidebar của dự án TikTok. Mình sẽ làm tiếp cái phần này nhé. Đây, xong cái phần bên trên này rồi này. Đấy, thì bây giờ làm tiếp cái phần bên dưới này. Thì phần bên dưới này các bạn nhìn nhanh ấy, thì các bạn sẽ thấy là nó có hai phần. Đấy, một phần là gợi ý tài khoản này. Đấy. Phần bên dưới này là những cái tài khoản mà các bạn đã follow. Đấy, thì theo mình hiểu là cái phần bên này nó sẽ chỉ hiện khi mà chúng ta đăng nhập rồi thôi, cái phần này này. Đấy. Thì bây giờ vì mình phán đoán như vậy nên là mình sẽ thử có cái link TikTok này ra, tab ẩn danh, đấy, mở mở cái trang ẩn danh, Ctrl Shift Shift N, đấy, mở ẩn danh. Rồi mình xem thử là nó hiển thị như nào. Đó, nó sẽ chỉ có một phần như này thôi này. Đấy, phần gợi ý tài khoản thôi này. Và xuống cái phần Discover này chúng ta, đấy, thì có nghĩa là như này, đằng nào thì hai phần này nó cũng giống nhau. Đấy, phần phần bên trên này, bên dưới các bạn nhìn thấy nhá, nó khác nhau mỗi cái nội dung thôi, đúng không? Nên là chúng ta chỉ cần làm một thằng thôi là sẽ xong cả hai, được chưa ạ? Thì nó sẽ có một vài cái thứ mà sẽ hơi mất thời gian, đó chính là ghép API, theo kiểu là chúng ta phải nhấn vào cái CO này để nó tải thêm này. Đấy, thì đấy sẽ hơi mất thời gian một chút. Đấy, select này. Thì giờ chúng ta ưu tiên làm xong cái UI đã nhé, thì mình sẽ làm nhanh một chút nhé. Rồi, ok, thì các bạn phân tích như này nhé, nhìn này. Đó, thì bây giờ các bạn phân tích như này nhá. Chúng ta sẽ thấy là cái box này nhá, đấy, nó sẽ có một cái vạch này, cái vạch mờ mờ này, đấy. Thì cứ phân tích từng kỹ một tí nhá, đấy, thì nó sẽ là một cái box ở bên ngoài đi. Để mình coi nào. Nó có thể là một cái đường line thôi, một cái phân cách đơn giản thôi, một cái thẻ div hay thẻ hr thôi, một cái thẻ hr bình thường thôi. Rồi thì bắt đầu cái phần này nhá, nó sẽ là một cái box. Đấy. Trong cái box này nó sẽ có cái heading. Đấy, có cái heading. Dùng thẻ ở đây tầm thẻ h mấy đấy, h3 thì đếm xem khoảng h mấy. Đấy, để làm cái heading này, hay là làm cái label này. Đấy. Sau đấy là trong này nó có những cái item. Đấy. Thì item này chúng ta tách thành một component. Thì mình xem nào, cái này mình gọi là cái success account đi nhá. Đây, cái component lớn này mình gọi là cái success account đi, còn cái ở giữa này mình gọi nó là cái success account item đi. Đó. Thì các bạn trông ấy, các bạn nhìn nhớ lại cái bài ngày xưa ấy, thì các bạn lại sẽ thấy là cái phần account này nó lại khá giống cái phần tìm kiếm. Đây nhá. Cái phần tìm kiếm đây này. Đây này. Đấy đấy, các bạn đây này. Thấy cái account bên này này. Đấy, nó giống thì chúng ta lại có rồi cơ. Đấy, lại có rồi. Nó khác, các bạn nhìn qua các bạn sẽ thấy nó khác một chút. Nó khác một chút theo kiểu là cái avatar thì ở bên sidebar này là nó nhỏ hơn này. Đấy, và ở bên này thì nó lại lớn hơn này. À, các bạn ơi, các bạn để ý nhá, khi mình làm ấy thì mình rất hay dành khá nhiều thời gian để mình nhìn quan sát ấy, mình phân tích trước ấy. Thế nên là anh em đừng sốt ruột nhá. Thì khi chúng ta nắm chắc được ấy, thì chúng ta nhiều cái dùng được lại, có những cái thứ không dùng lại được thì chúng ta phải phân tích. Đó. Thì nói thật với các bạn là hai cái trông nó khác nhau một tí như thế này ấy, chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết được bằng cách là dùng chung lại component rồi truyền thêm một cái prop. Đấy, thì khi có cái prop đó thì chúng ta sẽ cho cái avatar nó khác đi hoặc là cái chữ nó đậm lên. Nhưng với quan điểm của mình nhá, thì mình không thích cái kiểu chồng chéo như vậy. Đấy, ví dụ như ở bên này nó khác nhau là avatar to và nhỏ, bên này là cái tên bên này ở bên tìm kiếm thì mỏng mảnh hơn, còn tên ở bên cái gợi ý account này thì nó dày hơn. Đấy, thì trông này nếu mà chúng ta tái sử dụng lại thì có vẻ các bạn sẽ thấy là code ít hơn một tí, nhưng tuy nhiên về mặt ngữ nghĩa ấy, về mặt trình bày ấy, thì nó sẽ không được hợp lý lắm. Nên trong trường hợp này nhá, mình sẽ làm nó nhanh gọn trước rồi tối ưu sau, thì mình sẽ copy lại component ở bên này. Đấy, mình sẽ copy lại component ở bên này rồi mình sẽ làm luôn cái khu bên này nhá. Được chưa? Rồi, ok. À khoan, mà mình hỏi các bạn đi, đang live stream à? Đấy, các bạn thích làm như thế nào? Để xem là các bạn thích làm như thế nào nhá. Đấy, các bạn hãy vote cho mình hai cách đi. Đấy, trong lúc này hai cách chúng ta xem là thích làm như thế nào. Đấy, cách nào các bạn cảm thấy là học được cái mới hơn. Một là mình dùng lại luôn cái component này, rồi mình truyền thêm một cái prop thôi. Đấy, rồi mình cho nó avatar nó khác đi, cái chữ nó dày lên. Đấy. Hai là chúng ta tạo một component mới nó tương tự, nó sẽ lặp lại một số cái công việc tương tự. Đấy, các bạn thích cách nào? Hiện tại nhá, là mình đang thấy cách hai được vote nhiều hơn đấy. Ừ, ok.
Mình thấy nhìn thấy riêng nhá, riêng nhiều hơn đấy các bạn ạ. Các bạn ơi, tái sử dụng, thế thì mình nói qua về cách tái sử dụng nhé. Tái sử dụng ở đây ý, là các bạn truyền thêm một cái prompt thôi. Khi có cái prompt đó thì các bạn cho cái avatar nó to lên hoặc là nó nhỏ đi, và cho cái chữ nó dày lên hoặc nó nhỏ đi thôi. Nhưng tuy nhiên ý, cái cách đó về mặt code thì các bạn thấy các bạn code ngắn hơn thôi. Nhưng thực sự hai đây là hai cái account nó ở hai khu vực khác nhau về mặt ý nghĩa, tư duy về ngữ nghĩa ấy. Đấy, thì nó trông khác nhau đấy, nên tách ra thì nó cũng hợp lý nhá. Rồi, thế thì bây giờ mình sẽ đi làm nhá. Đấy, thì mình mở VS Code lên này, thì trước khi bắt đầu này các bạn lại dành một chút thời gian nhìn hộ mình xem là cái chữ ở đây đấy như này đủ lớn cho các bạn nhìn chưa, nó có bị mờ không? Nếu mà chưa đủ thì để mình tăng thêm một chút nữa. Ok rồi nhá. Rồi thì bây giờ xem nào, chúng ta sẽ mở cái giao diện TikTok này lên này. Đấy, giờ cũng mấy tháng rồi, 2 tháng rồi mình không sờ vào, mình quên hết là đang làm dở cái gì rồi. Thế nên là bây giờ các bạn quan sát cái cách mà mình dò lại. Bây giờ mình muốn làm một cái thứ nó ở cái vị trí, sao mình đổi 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 cái này xuống dưới nào. Đấy, mình muốn làm một cái thứ mà nó đưa vào cái vị trí này này, thì mình sẽ làm như nào nhá. Nếu mà nó có nhiều cách để tìm lắm, bây giờ các bạn bấm vào đây này. Đấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy được cái tên file này, cái cách làm CSS module ấy, thì cái tên 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 này này nó chính là cái tên component của các bạn ấy, sidebar này. Đấy, thì khi nhìn thấy cái sidebar này nhá, thì nó lại nằm ở trong cái default layout này. Thì bắt đầu mình sẽ vào trong VS Code nhá, mình gõ cái tổ phím là Ctrl cộng P. Đấy, rồi mình gõ cái tên file mà mình vừa nhìn thấy, mình gõ là sidebar này. Đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy đây này, cái sidebar này này, cái sidebar.js này này. Đấy, các bạn mở nó lên thì khả năng cao nó chính là đoạn này đấy. Đấy, chính là đoạn này rồi nhá. Thì bây giờ ấy, mình sẽ gõ vào đây một cái chữ test thôi. Đó, mình lưu lại để mình xem là nó có ra cái chữ kia không. Đó, nó ra đúng cái vị trí đấy rồi thì mình biết được cái vị trí mình phải code rồi. Sau này anh em đi làm, anh em vào một cái dự án mới cũng thế, làm một chức năng mới thì anh em phải xác định được là code vào đâu đấy. Rồi thì ở chỗ này nhá, vì tên nó là success account nên là mình đặt luôn cái tên component như này nhá các bạn. Đấy, nó có thể là chưa được tốt lắm bởi vì trông nó hơi dài, nhưng các bạn ok nhá, để cho cái livestream nó đỡ bị chậm lại vì những cái đặt tên. Đặt tên nó luôn là một việc khó, nó được coi là một trong những cái khó nhất các bạn nhé. Nên là chúng ta nghĩ cái tên class, nghĩ tên biến tên hàm nó luôn mất thời gian. Rồi, thì trong này mình sẽ làm theo cái cách mà lần trước hướng dẫn các bạn nhé, tạo ra một cái file index trong thư mục component nhá. Đấy, sau đó là mình sẽ đấy, tạo thêm một cái file trùng tên như vậy. Đó, thì cái file index này ấy, nó có cái tác dụng là để import rồi export nó ra thôi. Đấy. Đó, được chưa? Đấy, nó import cái file bên này sang nhá. Rồi, còn sang cái file bên này thì là gõ là FFC này. Đấy. Tab rồi dán cái tên component vào. Đó. Thì mình tưởng tượng như này nhá, cái component success account này này, nó chính là cái component mà nó ôm. Đấy. Nó ôm cái đoạn này. Đấy, nó ôm toàn bộ cái đoạn này luôn đi. Đó. Thì trong đó ấy, nó sẽ bao gồm cả cái heading này, bao gồm những cái item này và bao gồm luôn cả cái nút CON đi. Đó, đại loại là mình cứ làm như vậy đã nhá. Thì lúc đấy là mình sẽ tưởng tượng được ra là UI nó có những gì, được chưa? Thì ban đầu là chúng ta cứ có một cái thẻ div đi. Đó, mình quên mất, mình tạo ra một cái CSS đã nhỉ. Đây, một cái CSS đây, trùng tên này. Đây là cái cách tạo CSS module nhá, nhiều bạn không thích đâu đấy, nhưng mỗi anh em một quan điểm thôi. Có những bạn lại thích cái tailwind, có những bạn lại thích cái nọ cái kia. Thế nên là anh em lưu ý là cũng không phải là cái nào là tốt nhất đâu, nên là nó tùy hoàn cảnh thôi, các bạn do các bạn lựa chọn thôi đấy nhá, chủ yếu là các bạn lựa chọn thôi, các bạn thấy thích là được. Hoặc là sau này các bạn đi làm ấy, thì khách hàng người ta cũng có thể yêu cầu về công nghệ cơ đấy, đôi khi là các bạn lựa chọn. Rồi thì ở đây nhá, mình sẽ có cái thẻ div này, thì giờ mình đi import nó vào đã. Cái gì nhỉ, lần trước mình hướng dẫn các bạn dùng cái gì nhỉ, cái cx đúng không, cái class name đúng không. Đấy, thế thôi lại dùng theo cách này đi, nó code hơi nhiều một chút. Đó, import này, style này, from này. Đó, lấy cái file CSS này vào được chưa? Rồi constant này, cx bằng class name.by. Đấy, by style này đúng không? Thì những cái này code ở đâu thì các bạn search cái từ class name này vào GitHub ấy, đọc cái doc của nó hướng dẫn chúng ta làm như thế này. Đấy, được chưa? Rồi. Đấy, thì bây giờ cái thằng CS module ấy thì nên là cho phép chúng ta đặt tên class ở giữa nhiều file là không sợ trùng nhau. Thế nên là ở đây mình cứ đặt cái ông nào to nhất ở cái component đấy là grabber, được chưa?
Rồi sau đó là mình tính xem cái thẻ này là thẻ nên là dùng thẻ hát hay là nên dùng thẻ gì nhá. Xem nào, cái này là nó không giống cái heading các bạn ạ, nó là cái label ấy, thì khả năng dùng cái thẻ P bình thường cũng được. Đấy, ở đây này TikTok là dùng thẻ P này. Đấy, nó không phải cái heading nên là chúng ta dùng thẻ P nhá. Đấy, ông này đặt đặt class là ông này ông dùng cái CS module nó tự đổi tên đây này. Rồi, thôi mình làm một mạch luôn này, nói nhiều quá nhỉ. Đó, class name này. CX này, thằng này mình gọi nó là cái label đi. Đấy. Thì cái này mình sẽ nhận từ ngoài vào bởi vì nó dùng chung mà. Hai component trên này nó là success account này. Bây giờ này nó lại là following account cơ, thế nên là chúng ta sẽ phải nhận từ bên ngoài vào, đúng không? Đấy thì các bạn nhận cái prop ở đây. Đặt nó là label. Label này. Đó, và các bạn đưa nó label ở đây. Đó và không quên cái prop type mà chúng ta đã học ở vài bài trước đúng không? Prop type thì biết là impt này, đấy, nó sẽ tự import cho các bạn. Đó và bên cạnh đó là chúng ta sẽ chấm prop type. Đấy, bạn nào mà biết bằng TypeScript thì nó sẽ mạnh hơn về Type rất là nhiều. React dùng JS thuần thì các bạn biết kiểu này thì các bạn dùng prop type nhá. Rồi thì với label thì đương nhiên component nào kiểu này cũng phải có cái label, không thì người dùng không nhìn được. Nên là chúng ta sẽ tư duy nó là một cái thằng chuỗi nhưng nó phải là eRequire, được chưa? Rồi, sau cái thằng P này ấy, thì bắt đầu là chúng ta sẽ đến những cái account này. Đấy, thì những cái account này các bạn tư duy nó nhé. Cứ một cái danh sách ấy, mà nó lặp đi lặp lại những cái item như này thì các bạn nghĩ cho nó một cái tên ở dạng số ít và thêm cái từ item vào, được chưa? Ví dụ như vừa đây này, cái thằng này là cái thằng chứa, cái chứa một cái danh sách thì nên là mình gọi nó là cái từ account của chữ S này. Thì nhìn vào thôi là chúng ta đã hiểu là nó là một cái danh sách. Để các bạn để ý những cái cách đặt tên nhé. Nhưng bây giờ tôi đang muốn mô tả cái ông item nằm ở giữa này thôi, thì các bạn phải dùng cái từ tiếng Anh số ít và thêm cái từ item vào. Đấy, thì lúc đấy là chúng ta sẽ hiểu cái item nó là một cái phần của cái danh sách, được chưa ạ? Thì nên là thằng này ấy, mình sẽ gọi nó là cái account item thôi. Đấy, chỉ đơn giản là account item thôi và mình tạo luôn nó ở trong bên cạnh này, cũng không nhất thiết phải tạo đâu cả. Đây. Account item này, đó, .js này. Đấy, trong tình huống này các bạn có thể dùng chung luôn cả cái file CSS là thằng success account này cho file này luôn nhá, không nhất thiết phải tách ra. Khi cái cục này nó phức tạp quá thì mình phải tách ra nhiều, còn nó nhỏ nhỏ ấy, thì chúng ta dùng chung lại, được chưa? Đấy, thì cái success account này thì các bạn vẫn có một cái đầu tiên là impt này. Đấy, các bạn sẽ có một cái gọi là class name này, by này. Các bạn sẽ có cái ffc account item này. Đấy, cứ có một cái thẻ div đã. Đấy. Trong tình huống này không cần dùng ulri nhé, bởi vì cái đây là cái danh sách dạng UI rồi, nên là không nhất thiết phải là ulri. Rồi, thì lấy luôn cái style vào cho nó nhé. À đây, thiếu import style này. Import style from .module .scss này. Đó. Đấy thì thằng này các bạn đặt tên nó rõ ra. Đấy, bởi vì dụ nó dùng chung CSS nhá, thế nên là phải đặt rõ ra, không là nó trùng tên với bên kia. Không đặt là wrapper được đâu, bên này đặt hẳn rõ ra. Đấy, là item nữa chẳng hạn, đấy hoặc là account gạch ngang item đó. Đó, thì bây giờ các bạn sẽ viết tạm một cái text vào đây thôi. Đấy, account item. Đấy, viết tạm này thôi đấy nhá. Đấy thì bắt đầu là ở đây mình thêm luôn này, chấm prop type này bằng đấy, cứ để thế này đã. Rồi, bây giờ sang bên này. Đấy, các bạn import nó vào. Các item from ở các item này. Đó. Được chưa? Đấy, hai cái file này nhá, mình import bên này thì sau cái label này nó sẽ đến cái đoạn ở các item đúng không? Thì bây giờ các bạn cho vào khoảng 3 cái vào. Đấy, lưu lại. Rồi xem nó chạy như nào. Em làm lại coi. Nó không có gì này, là chắc là mình đang bị nhầm một cái gì đấy, để xem nhá. Label này cũng chưa hiện, à bởi vì mình chưa dùng nó vào size 3 các bạn ạ. Đây, muốn nó hiện ra thì chúng ta phải import cái component chúng ta vừa làm vào đây đã, đúng không? Đấy thì các bạn xóa này đi, các bạn gõ thôi, gõ mở ngoặc này, account đâu, success, nó sẽ gợi ý đấy. Đấy, nó gợi ý này, đấy, nhìn đúng địa chỉ rồi các bạn enter cái là tự nó import được cho các bạn đó. Đấy, tự nó import đây nhá, được chưa? Đó, giờ các bạn lưu lại coi nào. Đấy thì mấy cái ông item ông nằm đây rồi, được chưa? Thì bây giờ bắt đầu này, cái label của ông này là gì nhỉ? Đây các bạn sang TikTok copy đúng cái label này, success account này. Đấy, đi vào đây, truyền vào đây, label bằng như này, lưu lại. Đó, đây cái label đây, được chưa? Đó, account item đây, được chưa?
Thì bây giờ bắt đầu chúng ta đi CSS sau nhá, CSS sau đi, chúng ta làm logic đi. Cái câu item nó cần những cái gì nào? Các bạn nhìn nhá, cái ảnh này, cái nickname này và đến cái đây là cái nickname đúng không nhỉ? Xem nào. Đúng rồi, đây là các bạn phân biệt này. Đấy, cái nickname nó bên trên này, còn cái tên tiếng Việt nó bên dưới, thì đây bên trên nó là cái nickname ấy, còn bên dưới ấy, bên trên nó là cái username đấy, bên dưới nó là cái tên hiển thị. Thế thì mình cả một cái dấu check nữa. Đó, ô chỉ vào nó còn thế này nữa này. Ôi, mất thời gian phết nhỉ, cái con này không dễ làm đâu các bạn ạ, đã mất thời gian rồi. Ok, thì mình nhìn qua mình sẽ biết được những thành phần nó như vậy nhá. Thế thì bây giờ vào cái component ở account item này sẽ có một cái ảnh img này, src bằng gì thì copy tạm một cái link của nó đã, copy địa chỉ hình ảnh này, dán tạm nó vào thôi đấy, để chúng ta nhìn được thôi. Cái hình ảnh thì nó có hai cái attribute là bắt buộc đấy, ở trong React thì gọi hai cái probe là bắt buộc, src là một này, hai là an đấy, alt thì mình cứ để tạm trống đã cho nó khỏi warning đã. Là cái avatar đúng không, thì cái này mình sẽ class name đấy, bằng cx đấy, cái này cứ gọi là avatar thôi. Rồi tiếp theo là đến cái một cái thẻ div, thì là cái này các bạn cho class gọi là cx item info đi, nó chứa cái thông tin là cái username đấy. Thì cái username này nó là cái chữ động bình thường thôi, nó là cái thẻ p thôi, cái bên dưới này nó cũng chỉ là một cái thẻ p bình thường thôi các bạn đó. Thì cái này các bạn nhìn vào các bạn phân biệt được ấy, thì nó sẽ là cái gọi là cái nickname đấy, nickname hoặc là username nhé. Đấy. Đấy, ví dụ như là lấy ngẫu nhiên một tên của một bạn xem nào. Đây, Quốc Nguyễn Phú. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến cái tên hiển thị, thì nó gọi là cái display name, hoặc là các bạn gọi nó đơn giản là name đó. Đấy. Quốc Nguyễn, nickname viết liền này, Nguyễn Phú. Đó. Rồi, cái dấu check đúng không? Xem cái dấu check nó đứng ở đâu nào. Cái dấu check nó đứng ở sau cái nickname. Đấy, thì nếu mà cái dấu check nó đứng sau nickname ấy thì đây các bạn nếu mà như vậy thì đây cái tên này nó cũng viết động luôn này, nên tiện thể thì các bạn gói cái nickname này vào một cái thẻ strong. Đấy, số động lên. Đó, bên cạnh này các bạn để cái dấu check được chưa? Dấu check này các bạn dùng thư viện font awesome. Font awesome icon. Đấy. Gõ đúng tên nó, enter success rồi cái là nó tự import nhé. Khi các bạn sắp xếp các thư viện này chú ý cái thứ tự sắp xếp nhá, ưu tiên là external trước. External nghĩa là những thư viện các bạn cài vào ấy, đứng ở trước, được chưa? Internal sau, có nghĩa là những cái mà của dự án, trong dự án của các bạn ấy thì đứng sau, được chưa? Nó mà nhiều quá thì enter cách nó ra như này thì nó sẽ trình bày nó sẽ đọc hơn. Rồi, icon này thì chúng ta sẽ cần một cái check, thì các bạn cứ gõ vào đây là icon này. Đấy, thì các bạn gõ là FA. Đấy. FA là cái tên kiểu tiền tố của cái thư viện font awesome ấy. Đấy, FA thì check thì khả năng nó sẽ là check cho FA check xem nó gợi ý không. Check hình tròn đúng không? Check hình tròn đây, check circle đây. Đấy, enter cả. Đấy, nó lại tự import đây, các bạn lại move nó lên, giữ Alt, bấm nút mũi tên chỉ lên. Đấy, di chuyển nó lên trên, lưu lại. Đó, các bạn thấy là cái bay nó xong rồi đây này, rồi chưa? Nhá, rồi nha, thì bây giờ bắt đầu là chúng ta đi CSS cái nhá. Khoan, ngó xem nó còn cái gì nữa nào, chỉ vào. Ok, cũng không có gì đặc sắc lắm. Thì bây giờ bắt đầu đi CSS nhá. Chỉ vào nó hiện như này thì chúng ta dùng cái tipi chúng ta đã làm ở bài trước rồi, nhưng lâu mình không làm, giờ mà livestream làm này thì hơi lâu, nên là mình ưu tiên làm những cái dễ trước để các bạn kiểu không phải chờ đợi. Xoay nào, avatar này 32 nhân 32 nhá, các bạn nhớ nhá. 32 mà bây giờ khoảng cách ngang là 44 như này thì có nghĩa là chỗ này là nó margin 12 này, từ cái avatar đến cái chữ này là 12 pixel này. Đây là kinh nghiệm clone đấy nhá, nó không có design, nhưng chúng ta sẽ nhìn để chúng ta tính toán thôi. Được chưa? 32 nhân 32 và margin là 12, được chưa? Đấy. Thế đã, được chưa? Rồi, bây giờ các bạn copy những cái class sang để làm nhá. Thì mình không dùng extension ấy, thế nên là mình sẽ copy thủ công thôi. Đấy, thông thường thì mình sẽ đấy, mình bôi đen cái điểm chung này này, Ctrl D này, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D đó. Đấy, sau là mình copy vào thôi, giữ Ctrl cộng Shift rồi bấm mũi tên sang phải ấy. Đấy. Thì các bạn thấy là một số cái class có hai từ ấy thì chỉ copy được một nửa thôi, thì mình ok mình chấp nhận. Đấy, rồi mình tự điền vào thôi. Đấy, thì bây giờ mình sang cái account này nhá, cái wrapper này là cái cha này. Đấy. Giữ Alt click để multi-cursor này. Đấy, giữ Ctrl bấm sang trái này. Bấm dấu chấm này, giữ Ctrl bấm sang phải này. Ngoặc này, Enter này, ngoặc này. Đấy, đây mình làm chậm mà hướng dẫn thôi nhé, chứ còn mình làm quen tay, mình làm nhanh cũng nhanh, nên là bản thân mình cũng không cần phải kiểu dùng extension lắm.
Rồi, thì cái này đương nhiên là chúng ta cho cái ảnh nó ngang lên với cái tên ấy, thì Display Flex này, được chưa? Đó. Đó, nó ngang lên đây, các bạn thấy chưa? Đấy, rồi. Đến lượt cái ảnh nhá. Cái ảnh thì rồi width 32 này, W32 tab này. Đấy, 232 thì H32 tab này. Avatar hình tròn thì border radius 50%. Để nó khỏi méo ảnh thì object fit đấy. Avatar thì lúc nào cũng tràn nên là chúng ta chọn cover đấy. Được chưa? Rồi. Rồi, tiếp theo là đến cái phần info này đúng không? Thì đầu tiên là phải flex một để nhỡ đâu cái content nó ngắn quá thì nó còn tràn nốt cái phần còn lại này. Tiếp theo là nó cách 12 đúng không? Thì là margin left ML12 tab. Đó. Đấy rồi. Ok, tiếp theo là chúng ta đi xem cái font size nó đi. Đấy, xem thằng này font size bao nhiêu nào. Sao vào. Đấy, các bạn chỉ vào nhìn này. Font size 16 pixel thì chúng ta dùng RAM theo cái tỷ lệ 65,2% đúng không? Thì chúng ta sẽ 62,5 hay 65,2 gì đấy thì chúng ta sẽ là 1.6 RAM. Đấy. Đó, chỉ có thế thôi các bạn. 1.6 RAM này, thằng bên trên 1.6 RAM đúng không? Thằng bên dưới 1.2 RAM. Đấy. Rồi. Font size 1.6 RAM. 1.2 RAM. Đó. Ok, tiếp theo là đến cái màu sắc. Rồi nhá. Thì màu này là màu 1.618 này, đây các bạn copy sang. Đấy, đây này. Đấy, chỉ vào cái tên đấy nó ra cái màu này. Dí vào cái màu đó. Đấy, nó đang là mã RGBA đúng không? Các bạn dí next này, lấy mã thập lục phân ấy, nhìn thập lục phân trong mã màu thì trông nó vẫn đẹp nhất, gọn nhất. Đó. Thì ông này ông sẽ có cái màu đó là màu này. Vừa nãy mình soi mình thấy nó là thẻ P mà bây giờ lại thấy nó là H4 nhỉ? À nhầm. Thẻ P khi nãy là cái sắc Z này là P này. Cái account name này người ta để là H4 ấy. Thực ra nếu mà nói về ngữ nghĩa để xài thẻ H ở trong tình huống này nhá thì nó cũng không đúng theo lý thuyết lắm. Nhưng tuy nhiên mình giải thích cho các bạn tiện luôn, giải thích cho các bạn tại sao người ta lại dùng cái tên này là thẻ H4. Cái tình huống này là nó liên quan đến cái SEO này các bạn, là Search Engine Optimization, nghĩa là tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Thì cái thằng Google ấy, hay những công cụ tìm kiếm ấy, nó sẽ ưu tiên những cái thẻ H. Đấy, ưu tiên những cái thẻ H, thẻ H1 ưu tiên nhất. Đấy, và ưu tiên thấp dần xuống H6. Thì cái H4 này người ta dùng để làm tên ấy, với mục tiêu là để giả sử đi các bạn biết cái account của mình tên là Sơn Đặng là TikTok chẳng hạn. Thì các bạn mà muốn tìm mình ấy, hoặc là các bạn quen một bạn gái nào đấy đúng không? Biết tên người ta thôi mà các bạn muốn tìm TikTok thì các bạn không có cách nào tìm thì khả năng cao là các bạn lên Google các bạn search để xem là may mắn thì trúng cái profile của cô ấy trên TikTok hay trúng cái profile của cô ấy trên Facebook đúng không? Thì đấy, thì cái profile ấy, nó thường bắt đầu bằng cái tên này. Thì người ta đưa nó vào cái head ở đây, heading H4 này để làm sao mà công cụ nó sẽ tìm kiếm ấy, nó chú ý thêm một chút. Đấy thì đấy là cái ý nghĩa nó optimize về SEO một chút thôi. Đấy. Thì nên là nó làm như vậy. Còn về nguyên tắc sử dụng thẻ H nhá, là trước H4 phải có H3, trước H3 phải H2, trước H2 phải có H1. Đấy thì ở trang chủ này thì người ta làm như vậy nhá. Thì đấy là mình nói như vậy. Thế nên là trong tình huống này các bạn có thể đổi sang H4 được. Đấy, còn thôi mình cứ để tạm như vậy. Rồi các bạn xử lý nốt cái này đi cho nó xong đi. Để lấy cái màu. Rồi cái màu này là màu thập lục phân. Nhưng mà bây giờ hầu hết trình duyệt hiện đại nó hỗ trợ cái mã thập lục phân 8 số này rồi. 8 số này thì là hai ký tự, tức là 8 ký tự ấy, thì hai ký tự cuối là thể hiện độ alpha nhé, opacity. Là cái này rất là nhiều bạn không biết nhá. Rất nhiều bạn không biết cái này. Tức là thập lục phân của mã màu ấy nó lên là 8 số, hai cái ký tự cuối cùng là thể hiện alpha, opacity đấy. Đấy, nên là thực ra để làm trong suốt không nhất thiết phải dùng RGBA, các bạn vẫn có thể sử dụng thập lục phân để các bạn có thể làm được nhá. Rồi, để mình coi lại cái nhá. Xem nào. Khoảng cách giữa hai ông này là cách nhau bao nhiêu đây? Đấy, soi nào sẽ ông ấy padding 8 thì có nghĩa là ok padding 8 rồi. Ông ấy có cái checkbox này là khoảng 13.9 thì có nghĩa là 14, đấy, 1.4 gram cái checkbox. Rồi khoảng cách padding 8 rồi. Thì bây giờ các bạn đi vào cái ông đây, padding 8 thì là viết là P8 tab đấy. Tiếp theo là đến cái checkbox đúng không? Cái checkbox thì các bạn đang để nó ở đâu nhỉ? Đây đúng không? Thêm cái class vào cho nó rõ ràng nhé. CX này. Đấy, thằng này đặt tên là gì? Đơn giản thôi, check thôi. Không cần gì phức tạp.
Đó. Trước thì nó đứng ở sau nickname, thế nên là mình sẽ đặt class ở chỗ này. Font size 1.4 rem. Đó. Rồi khoảng cách một tí như kia thì thôi mình tự ước lượng đi nhé. Lấy cái màu đã. Đây, cái màu này ở bên này người ta lại dùng cái thẻ, nó lại dùng cái đoạn SVG này. Đấy, các bạn nhìn thấy này, SVG này. Thôi chúng ta không phải lấy SVG đâu, có icon gần giống rồi. Lấy cái mã field của nó này, chính là cái mã màu của nó này. Đấy, có cái mã field này chính là màu của thằng SVG đấy các bạn nhé. Lưu lại này. Đó, rồi bây giờ cho nó sang trái một tí. ML 6 pixel thôi. Đó cũng ổn đấy nhưng thôi hơi thưa 4 nhá. Đó ổn rồi nhá các bạn. Đấy thì cái tên bên TikTok ấy thì cái phần bên dưới này này. Đấy nó trông nó kiểu nó dính sát hơn vào nhau ấy. Mình bỏ qua cái đấy nhá, các bạn tự làm. Mình thấy thế này trông nó cũng ổn ổn rồi. Bỏ cái margin bên trên top của cái nickname này đi nữa là xong. Nó lệch lên một tí nữa là ok nhá. Đấy. Đâu cái nickname đâu? MT0. Chết rồi, không được rồi, soi lại. Thế này là cho do cái line 2 nữa nhỉ? Để mình test vào đây xem nhá. Line 2. Line 2 nữa. Nhưng đừng sao anh em đừng để line 2 là không, anh em để line 2 là line 2 là một chấm mấy vào, 1.6 nè. Không được, cái 1 thôi thì thằng này đi. Ok, để line 2 là 1 nhá. Để line 2 là không nghe vô lý lắm. Rồi. Line 2 bằng 1 đi. 1 có nghĩa là cái theo tỷ lệ đấy nhá, không cần phải chỉ rõ cái đơn vị ra thì nó là tỷ lệ. Đó. Thế trông nó cũng giữa giữa rồi, đó. Đấy như kiểu học HTML CSS ấy nhỉ. Chủ yếu các bạn học cái cách chia component. Rồi, thằng này là font size 1.4 này. Đấy. 1.4 RAM. Padding 8. Cái đấy class tên là gì nhỉ? Đây label đây các bạn nhé. Padding 8. Đó. Sao bên này trông nó cứ dày dày nhỉ? Hay là font chữ nó khác? Xem font chữ thì các bạn chỉ vào nhá, bấm vào cái này nó chỉ vào đây thôi. Đấy, nó không hiện như này là do cái depth tool mình chiếm diện tích quá thì kéo cái depth tool dịch xuống. Đấy, bấm vào đây chỉ vào đây. Proxy Manova. Ok, font này mình đã có nhá, thì mình thử soi lại em. Đúng font rồi mà. Padding 8. 14 pixel. Nhưng sao tại sao bên này nhìn nó cứ dày dày nhỉ? À, cái font width, ok. Rồi, thì cái font width ở đây nó không nhìn rõ được ở đây nha. Nếu mà cuộn ở đây không nhìn rõ được thì các bạn bấm sang cái computer thế này. Sao tự nhiên cái chỗ này nó rối hết lên này. Xem nào, font width đây là 600. Đấy, font width 600 nha. Đấy, cái tab computer thế này nó là cái tab mà nó thể hiện những cái thuộc tính CSS trên cái phần tử mà chúng ta click vào. Giả sử mà nhiều cái nó ghi đè nhau, nó kết hợp lại thì cái cuối cùng mà nó ăn vào phần tử đấy là gì thì nó sẽ nằm ở trong cái tab computer này nhá. 600. Rồi. Đó, ok, tạm thế đi các bạn nhá. Nó có vẻ hơi khác, anh em bỏ qua nhá, để anh em làm cái khác nào. Ok. Thế còn cái gì nữa nhỉ? Khoảng cách từ nữa các hàng này thấy nó hơi xa xa nhau. Bên chúng ta à đâu cũng xa như thế mà à. Thôi được rồi, không cần phải quá tiểu tiết nhá, làm nó cái xion rồi chúng ta đi làm logic nhá. Xion nhá. Đây mình có cái mã màu xion, màu bên này toán loạn hết rồi này. Nó lỗi cái gì chỗ này, nó để mình tắt cái DevTool đi, mình mở lại cái nhá. Để nó loạn hết lên rồi.
Đó, ok, mình copy cái mã này, thập lục phân này nhá. 1.4 pixel. 1.4 RAM. Đó thì cái CPU này nó sẽ nằm ở bên cái xác rất cao này, đấy nó sẽ nằm ở dưới này này. Các bạn phân tích nhá. Cái nút này này, các bạn trông nó cũng không phải là một cái nút nhấn, trông nó không giống một cái nút nhấn, như kiểu cái upload này thì trông nó rõ là một cái nút này thì các bạn dùng cái thẻ button. Đấy. Còn trong cái tình huống này nó có thể nhấn được như này nhưng nó cũng không phải là một cái link, cũng không cần phải dùng thẻ A, các bạn có thể dùng thẻ P thôi, thẻ P bình thường thôi, hoặc là đơn giản là các bạn cho một thẻ deep vào cũng được trong tình huống này. Còn thích thì các bạn cho cái thẻ button vào rồi CSS lại cho nó cũng ok các bạn nhé, hay dùng thẻ A cũng ok, nhưng thẻ A thì trong tình huống này không có link, các bạn dùng một cái thẻ P bình thường là cũng hoàn toàn ok trong tình huống này. Về mặt ngữ nghĩa thì sao nào, ngữ nghĩa thì cái này là cái nhấn được, nhưng nhấn được cái này nó không có hình thù cái nút, nó chỉ là một đoạn label text thôi. Đấy, nó bảo chúng ta là Xeon, có nghĩa là xem tất cả thì nhấn vào đây. Rồi rồi class đấy, chúng ta gọi nó là CX, thì các bạn có thể gọi nó là cái CCO cũng được đấy, hoặc là CMore đấy, hoặc là đơn giản là more button đi, gọi như vậy cho chúng ta tự hiểu, coder nhìn vào là sẽ hiểu nó là cái nhấn được. Đó, tạm cái này đi, nó hơi mỏng tí nhỉ, bên kia nó dày hơn đấy. Đó, rồi nhá, giờ bây giờ chúng ta làm thêm một cái thẻ cái vạch nữa nhá, làm thêm một cái vạch đi, thì các bạn xem cái vạch này nó làm như nào cho nó tiện nào. Cái vạch này thì nó xuất hiện ở trên, nó ngăn cách giữa các khối, giữa các section ở đây, giữa các thành phần đây. Một cái vạch này, một cái vạch này, một cái vạch này, một cái vạch này. Thì một là các bạn thấy là nó xuất hiện ở bên trên thôi, thì các bạn dùng border top cũng được. Hoặc là các bạn tạo hẳn một cái gọi là separate ấy, tức là một cái thành phần để ngăn cách ấy. Rồi các bạn dùng dùng lại nó ở đây nhá. Thì xem trong tình huống này nên dùng như nào nào. Thì thôi chỗ này marking top đi các bạn, marking top cho nó tiện rồi đỡ phải tạo thêm component, nó mất thời gian nhá. Wrapper này mình lấy đại một cái màu đồ đấy nhá, à, border top chứ, border top 1 pixel solid thăng CCC đi, lưu lại cái trông nó như nào đấy, nó hơi đậm này. Rồi thế thì thôi mình lấy cái màu của nó sang. Đấy thế là chúng ta gần xong về UI rồi nhá. Thôi, nó giấu thẻ đâu ấy, em tìm lại mất thời gian, nên mình zoom lên mình lấy màu vậy. Màu này nó mờ mờ nhạt nhạt đấy, nó cũng chẳng nhìn rõ các bạn ạ. Đó đây này, đấy ok nha. Rồi thì chúng ta sẽ phải lặp lại nó một lần nữa để ra được cái khối following account dưới này nhá. Đây các bạn sang cái size 3, sang cái size 3 này đấy, following. Đó, như vậy là các bạn đây có được hai cái khối này rồi, được chưa? À, cái CO này nhấn vào thì nó phải di chuột vào, nó phải nhấn được, nên là thêm cái cursor pointer vào cho nó nữa. Rồi đấy thì bây giờ nó là được như thế này rồi, thì bây giờ nhá các bạn ơi, làm tiếp cái gì nào cho các bạn vote. À, nó vẫn liên quan đến UI thôi, phân chia component các thứ thôi. Thì bây giờ nhá, một là làm cái chỉ chuột vào. Đấy, chỉ chuột vào thì nó hiện lên cái preview giao diện như này này. Hai là
ghép API và đấy, ghép API thôi, khả năng cũng mất thời gian một chút đấy. Đấy, các bạn chọn đi ghép API để tải ra được cái danh sách này. Mình không biết là DB database mình đã chuẩn bị nó có sẵn những cái này chưa, sợ chưa có. Như ok, các bạn cứ chọn đi, chọn cái nào thì mình tìm cách mình làm cái đó. Làm cái preview à? Ok. Một bạn rồi, một bạn làm preview rồi. Rồi ơi, nhìn anh em nào để mình đếm nào, anh em comment nhiệt tình quá, để xem nào. Làm cái API này. Số 2 có nghĩa làm API này, API này, ôi nhiều API thế. Có thấy các bạn vote làm API máu hơn, chắc là do là nó làm cái này nó giống HTML nên là anh em chán. Thế thì xin lỗi các bạn chọn option 1 nhá, mình đã lướt qua thử rồi, mình thấy API ấy đang áp đảo hơn đấy. Đấy, thế nên là mình sẽ làm API nhá. Nhưng các bạn ơi, làm API ấy thì tương đối mất thời gian các bạn. Thôi cái này mình xin phép buổi sau đi, ghép API để mình chuẩn bị dữ liệu trước cho nó chỉnh chu nhá. Thì bây giờ các bạn thông cảm được không? Mình quay sang làm cái kia nhá. Làm cái chỉ vào thì hiện lên đấy, bởi vì bây giờ cái dữ liệu mình quên mất, mình không chuẩn bị trước, không tính đến trường hợp này. Ok nhá, các bạn ok rồi, ok thì các bạn đã thông cảm và đồng ý rồi, thế nên là mình sẽ làm cái này.